Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm 2021. Giá phân ure ở Tây Nam Bộ nhích nhẹ, các loại phân khác ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên bật tăng mạnh. Giá nhiều loại phân bón đã liên tục tăng và lập đỉnh ở mức cao chưa từng thấy, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Việt Nam là một trong số những quốc gia châu Á có mức tiêu thụ phân bón rất lớn và hiệu suất sử dụng phân bón thấp hơn so với nhiều nước trên thế giới. Trong tình hình giá phân bón đang biến động hiện nay, việc nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón là điều hết sức quan trọng. Giáo sư Võ Tòng Xuân chia sẻ, sử dụng 40% lượng phân bón, giá thành sản xuất giảm 50%. Bón phân phải bón nền bởi hạt lúa khi có những rễ đầu tiên nảy mầm đã bắt đầu sử dụng phân. Lúc đó nếu có sẵn phân đã bón lót thì cây lúa sẽ mọc rất khỏe. Hiện tại, nông dân nhiều địa phương phần lớn phí phạm rất nhiều phân bón. Phí phạm ở chỗ, họ đợi cây lúa lớn lên rồi mới bón phân. Bón nền thì chỉ bón phân hữu cơ, phân chuồng, nhưng phân ure chỉ được bón khi đã xạ lúa hoặc cấy lúa. Ở khu vực Tây Nam Bộ, phân ure Cà Mau và Phú Mỹ bằng giá 820.000 đến 880.000 đồng, Ninh Bình 810 đến 860.000 đồng, Trung Quốc 820.000 đến 890.000 đồng, DAB Hồng Hà 1.200.000 đến 1.300.000 đồng, Đình Vũ 930.000 đến 980.000 đồng, Philippines 1.050.000 đến 1.100.000 đồng, Hàn Quốc 1.180.000 đến 1.280.000 đồng. Phân kali miễn Cà Mau và Phú Mỹ bằng giá từ 800.000 đến 830.000 đồng, ba con cò 800.000 đến 850.000 đồng, Canada 800 đến 840.000 đồng, NPK 16-16-8 Cà Mau và Phú Mỹ cũng bằng giá từ 640.000 đến 690.000 đồng, Việt Nhật 710.000 đến 740.000 đồng, NPK 20-20-15 ba con cò 870.000 đến 900.000 đồng, Bình Điền 860.000 đến 900.000 đồng, NPK 20-20-15 TE Bình Điền 920.000 đến 960.000 đồng, phân lân Spe Lân Long Thành 220.000 đến 240.000 đồng. Ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, phân ure Cà Mau 800.000 đến 840.000 đồng, Phú Mỹ 810 đến 850.000 đồng, NPK 20-20-15 TE Bình Điền 900.000 đến 950.000 đồng, NPK 20-20-15 Bình Điền 870.000 đến 890.000 đồng, phân lân Văn Điển 230.000 đến 250.000 đồng, NPK 16-16-8 Cà Mau 720 đến 750.000 đồng, Phú Mỹ 730 đến 760.000 đồng, Kali Miễn Cà Mau 750 đến 810.000 đồng, Phú Mỹ 760 đến 820.000 đồng. Bà con lưu ý giá này là giá tham khảo trên mỗi bao 50kg, sẽ còn có sự chênh lệch tùy theo mức độ hút hàng ở mỗi địa phương, tùy theo đoạn đường vận chuyển xa hay gần, dễ hay khó. Và kênh Nhà Nông Miền Tây cũng xin được cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific Lighting đã đồng hành cùng với kênh Nhà Nông Miền Tây để tài trợ các chương trình của kênh, đem đến những cái nội dung hữu ích cho quý bà con nông dân. Hiện tại Asia Pacific Lighting có nhiều chính sách hỗ trợ ưu đãi đặc biệt cho quý bà con muốn làm đại lý. Cho nên bà con có nhu cầu làm đại lý hoặc là muốn mua các loại đèn LED bao gồm cả đèn thanh long thì bà con có thể liên hệ với thông tin của thương hiệu đèn LED Asia Pacific có ở trên màn hình nha bà con. Đó, và cũng cảm ơn bà con đã luôn ủng hộ kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh Nhà Nông Miền Tây nha. Xin cảm ơn và xin kính chào.